Cuộc chiến ngầm khi các tiểu mỹ nhân tranh vai diễn trong làng giải trí Hoa ngữ. Thứ nhất, Quan Hiểu Đồng dính nghi án cướp vai trong Phượng Tù Hoàng. Vốn là diễn viên được nhiều người biết đến từ khi còn nhỏ, nhưng cái tên Quan Hiểu Đồng thực sự nổi bật từ khi chính thức trở thành bạn gái thiếu gia Bắc Kinh Lộc Hàm. Cũng chính vì danh nghĩa mới này mà khán giả và người hâm mộ có vẻ trở nên khó tính trong nhân cách và diễn xuất đối với Quan Hiểu Đồng hơn. Đặc biệt, nghi vấn cướp vai nữ chính của Dương Dung trong Phượng Tù Hoàng cũng bị khui đến cùng. Xét trên góc độ danh tiếng, cả Quan Hiểu Đồng và Dương Dung đều là những diễn viên thực lực và có một vị trí cơ bản trong giới phim ảnh. Tuy nhiên, Dương Dung phổ biến và nhan sắc có phần mặn mà sắc sảo hơn, trong khi Quan Hiểu Đồng sở hữu nét thơ ngây tươi trẻ và tần suất xuất hiện cũng kém hơn đàn chị một chút. Vậy lý do gì khiến đoàn làm phim Phượng Tù Hoàng bất ngờ thay đổi quyết định vai nữ chính từ Dương Dung trở thành Quan Hiểu Đồng, khiến khán giả sục sôi một thời gian? Thứ hai, Đàn Tùng Vận cũng hất tay trên của Tống Tổ Nhi. Đàn Tùng Vận gây thương nhớ với khán giả bởi ngoại hình nữ sinh hết sức trẻ trung, ngây thơ. Nhờ điểm sáng ngoại hình và phong cách diễn xuất tự nhiên, cô nàng bỏ túi rất nhiều vai nữ chính trong các bộ phim thanh xuân học đường. Thế nhưng, Đàm Tùng Vận cũng vướng vào scandal cướp vai với Tống Tổ Nhi. Trong Kiều Châu Phiêu Lưu Mục, Tống Tổ Nhi là diễn viên được đạo diễn ngắm trước ngay từ đầu. Tuy nhiên, vào những ngày cuối cùng trước khi khai máy, nhà sản xuất lại đột nhiên công bố Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên sẽ là hai diễn viên chính của bộ phim, khiến khán giả cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhiều thông tin cho rằng vì Đàm Tùng Vận mất trắng vai diễn trong Thành Trì Thượng Hải vào tay Lý Nhất Đồng nên cô nàng mới chạy qua giành vai với Tống Tổ Nhi. Thứ ba, Thái Tử Phi Trương Thiên Ái cũng dính lùm xùm cướp vai diễn trước thềm phát sóng. Nổi tiếng từ bộ phim Thiếu Vải, Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Trương Thiên Ái nhanh chóng trở thành cái tên hot được nhiều đạo diễn săn đón. Cũng vì điều này mà việc Trương Thiên Ái cùng công ty quản lý gây áp lực về vai diễn chính trong dự án Vũ Động Càn Khôn khiến Kim Thần đột ngột từ bỏ vai diễn chính thứ hai đã để lại những hình ảnh không mấy thiện cảm với người xem. Về phía Kim Thần, cô cũng đã bày tỏ sự bất mãn thông qua những dòng trạng thái trên Weibo được cho là ám chỉ cho việc này. Suy cho cùng, các diễn viên trong nghề là những người hiểu vị trí của nhau hơn ai hết và cư xử cho vừa lòng nhau hơn. Bên cạnh đó, không phải ngẫu nhiên mà nhiều ngôi sao trẻ lại được đông đảo fan yêu quý, hết sức bênh vực, không chỉ bằng tài năng mà họ còn chinh phục những khán giả khó tính nhất bởi sự chân thành và chuẩn mực đạo đức, hoàn toàn không phải vì những vai diễn hot nổi một thời rồi thôi.